cảng mới đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng diện tích sử dụng lên tới 19.000 m2, nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, vị trí cửa ngõ phía đông của thành phố, là nút giao thông quan trọng, khu vực tài chính, giao thương hàng hóa với nhiều khu vực mới. Với vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay mặt tiền khu đô thị Vinhome Central Park, cần tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 tiện trong việc di chuyển khi đến với đại lý Toyota Hiroshima Tân. Hiện tại, chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động dịch vụ mua bán xe đã qua sử dụng với đội ngũ tư vấn, bán hàng chuyên nghiệp. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ mang tới cho quý khách sự an tâm khi lựa chọn Toyota Hiroshima Tân Cảng là nơi để thực hiện giao dịch. Dịch vụ xe qua sử dụng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc thu mua các dòng xe Toyota, mà chúng tôi còn chào mua tất cả các dòng xe thuộc tất cả các hãng. Bạn muốn mua xe mới, có chúng tôi. Bạn muốn bán xe cũ, cũng có chúng tôi. Tận tâm, chuyên nghiệp, minh bạch, hỗ trợ tài chính khi mua xe qua sử dụng. Hello, xin kính chào toàn thể quý vị là quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tân Cảng. Quý vị ơi, và đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh, và vị trí ở Toyota Tân Cảng là nằm ở 220 đường Nguyễn Hữu Cảnh, ngay mặt tiền và tòa nhà Landmark 81, tầng cao nhất thành phố Hồ Chí Minh đây quý vị. Và đây là showroom xe cũ của anh Học nha. Còn ở đây là showroom xe mới, showroom trưng bày xe mới ở bên đây. Thì vẫn như thường lệ, Thái Học hôm nay xin phép gửi đến cho cô chú tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt tại showroom xe cũ Toyota Tân Cảng. Và có rất là nhiều khách gọi hỏi Học, thứ nhất là Fortuner và thứ hai là Innova, về xe. Thứ nhất là Innova số sàn và Fortuner lại số sàn và máy dầu. Thì lý do mà khách cũng hỏi thị trường thì có bán rất là nhiều, tuy nhiên thì là bên Học tại sao mà cháy xe liên tục như thế, thì Học cũng chia sẻ luôn. Vì bên Học cái chất lượng đầu vào bên Học đó quý vị, thứ nhất là về chất lượng xe nó phải phù hợp, và thứ hai nữa là khi mà bên Học thu về chắc chắn bán ra thì phải kinh doanh thì phải có một lời một tí đó, thì bên Học mới làm. Có những chiếc xe cũng rất đẹp nhưng mà giá của khách đưa ra thì nó phải gọi là cũng ngang ngửa với lại cái giá bán của bên Học á, nên bên Học cũng không có thu về được cho cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị thông cảm. Thì hôm nay cũng còn lại một vài sản phẩm Học cũng cố gắng cập nhật liên tục cho cô chú anh chị để dễ đưa ra quyết định để nhận chiếc xe xế yêu của mình để đi Tết nha quý vị. Thì không để mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa. Mong cô chú anh chị thông cảm cho Học và bỏ qua cho Học. Thì Học sẽ báo hết tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt ở showroom trưng bày. Tuy nhiên có những sản phẩm đã bán rồi thì Học cũng thông báo bán rồi luôn, nhưng mà Học sẽ báo cái giá cho quý vị để quý vị nắm cơ bản ha. Đầu tiên thì Thái Học sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm mà Học đã chưa từng quay, cũng đã được khách Học cọc rồi. Đây là sản phẩm Toyota Atix, được sản xuất vào năm 2015, đi 74.000 với giá bán là 565 triệu đồng. Phiên bản Toyota Atix G nha quý vị. Xe này là màu nâu, bản 1.8G, hộp số tự động, 565 triệu đồng, 2015, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này cũng đã được khách Học cọc rồi. Và sản phẩm Toyota 86 thì xe này cũng đã được khách Học cọc rồi. Xe này Toyota bên Học vừa mới làm lại cái gói Maru, trong em nó bóng lên nhiều, nó nhìn nó rất là sang. Đây là xe đua đường phố nha quý vị. Học xin phép lướt qua xe này ha. Và đây là mẫu Camry, được sản xuất vào năm 2016, đi 106.000 cây với giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 750 triệu đồng cho một sản phẩm Toyota Camry 2.0e 2016 màu đen, đi 104.000 cây, giá 750 triệu đồng, biển số thành phố cũng đã được khách bên Học cọc rồi. Và đây là Innova G, được sản xuất vào năm 2019, đi được 50.000 cây, giá là 750 triệu đồng. Xe này cũng full phụ kiện quý vị ơi, cũng đã được khách bên Học cọc rồi. Và đây là sản phẩm Vios G, vẫn còn, 2019, đi 26.000 cây, giá là 515 triệu đồng, mang biển số tỉnh màu bạc, đi chỉ mới là 26.000 cây quý vị. Phiên bản Vios G, phiên bản cao cấp nhất, có đèn Rosetter, ghế da đục lỗ, khởi động nút bấm, tay nắm cửa mạ rơm. Có đèn sương mù, tuyệt vời. Và sản phẩm đây cũng vẫn còn, Ford EcoBox, được sản xuất vào năm 2016, đi chỉ mới 35.000 cây, xe màu trắng, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, khách cá nhân,
với giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng hôm nay chỉ còn là 490 triệu đồng. Và sản phẩm đến từ Hàn Quốc mẫu sedan, hầu như là full phụ kiện, đèn rosette, có cửa sổ trời, ghế da, tay chuyển số thông minh, đời khởi động ta top 17 inch, hợp kim nhôm mâm phay, xe có cảm biến gốc phía trước và phía sau. Tuyệt vời, giá chỉ là 460 triệu đồng cho một sản phẩm 2014, đó là Kia K3 đi 82.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rất đẹp nhá vậy, Kia K3 2014 82.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng. Giá bán hôm nay chỉ còn 460 triệu đồng. Rất tuyệt vời nếu như chúng ta lựa chọn em ấy đi Tết nha quý vị. Những người trẻ tuổi như học thì đi những sản phẩm phụ kiện nhiều như thế này nhìn nó rất là thích. Và sản phẩm mới nhất cũng là sản phẩm Fortuner 2017, xe nhập khẩu nguyên con từ Indo, màu xám, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, giá 890 triệu đồng, địa chỉ mới 56.000 cây, 4 cái giỏ còn là đát 2017, nhưng mà giỏ zin nhưng mà gai còn rất cao nha quý vị. 4 giỏ zin. Xe này trang bị động cơ xăng 2.7 lít cộng với hộp số tự động 6 cấp, có lẫy chuyển số thông minh, khởi động đời ta top, tay nắm cửa mà rơm, xe nhập khẩu nguyên con nha quý vị. Còn đây là Toyota được nhập khẩu, cũng là nhập khẩu Indo. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc giống như Fortuner. Xe này 2019, xe lướt 16.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 625 triệu đồng. Và xe này cũng đã được khách bên học cọc rồi nha quý vị. Toyota Rush, một sản phẩm 7 chỗ gầm cao SUV, động cơ 1.5. Một điều đặc biệt nổi trội là có khởi động ta tốp nè, màn hình DVD, camera gear, gầm cao, mâm hộp kim nhôm. Hơn những chiếc xe cùng phân khúc sẽ có chủ động cầu sau nha quý vị. Đó, chủ động cầu sau, khi chúng ta sử dụng lực đẩy thì chúng ta tăng tốc nó sẽ bám đường hơn, và vận hành ở những cái đường đèo dốc thì cái lực đẩy nó tốt hơn, cái lực kéo như vậy nó ít có xảy ra trường hợp mà bị trơn trượt. Rồi tiếp tục, vẫn là một sản phẩm huyền thoại Fortuner 2019, xe máy dầu số sàn, đi chỉ mới 35.000 cây, màu bạc. Xe này được đại lý Toyota Tân Cảng hôm nay giảm giá chỉ còn 930 triệu đồng cho một sản phẩm 2019 Fortuner, thằng thánh siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ, đó là Fortuner máy dầu số sàn 2.4 lít nha quý vị. Sản phẩm này đi chỉ mới 35.000 cây. Đó, cực kỳ tuyệt vời, màu bạc, mang biển số tỉnh. Xin lỗi vị, xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hyundai Tucson, xe Hàn Quốc nha vị, Hyundai Tucson 2011 đi 60.000 cây. Thì xe này phải gọi là cực kỳ đi ít nha vị. Hôm nay là 2020 rồi. Xe 2011 thì 9 năm lanh quanh đâu đó khoảng đi khoảng 7.000 cây. Một mẫu xe rất là đẹp, hai cầu. Những người trẻ tuổi như học thích những dòng xe dòng cao. 2.0 lít hộp số tự động, đi êm ái, xe nhập tôn dày, thì đây là một sản phẩm lựa chọn phải gọi là cũng tương đối ok nha quý vị. 505 triệu đồng. Hôm nay chỉ còn 505 triệu đồng cho một sản phẩm Hyundai Tucson 2011. 60.000 cây. Còn đây là Fortuner phiên bản 2020. Xe này là động cơ máy dầu số tự động, có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 1.035 triệu đồng. Đặc biệt sản phẩm này đi chỉ mới 4.700 cây. Và xe này cũng đã được khách bên học cọc rồi nha quý vị. Tiếp tục, Innova E 2019, xe này đi được 37.000 cây với giá bán là 660 triệu đồng. Xe này cũng đã được khách bên học cọc rồi nha quý vị. Bên học vẫn còn một sản phẩm y chang như thế này, xe đẹp như thế này, giá là 670 triệu đồng cho một sản phẩm Innova E 2019, đi chỉ mới 38.000 cây, xe cực đẹp. Về chất lượng quý vị cũng đã biết rồi, Innova, những sản phẩm Innova E này trên thị trường không có thiếu quý vị ạ. Tuy nhiên thì bên học phải sàng lọc những chiếc xe phải gọi là chắc nhất để bên học bán cho quý vị sự yên tâm mà sử dụng. Bên học còn cam kết cho quý vị không đâm đụng, không tua km, không ngập nước, mọi thứ rất là nhiều. Và bên học về cũng sử dụng gói Maruguri diệt khuẩn khử mùi. Quý vị hãy an tâm về những chiếc sản phẩm cũ mà bên Toyota Tân Cảng đưa ra. Để cho quý vị khi mà chúng ta thực sự cái này học nói ngoài lời nha.
Ví dụ như trong một cái khoang nội thất mà chúng ta đi trong một cái quãng đường khoảng 400 cây số, ngồi trong một cái không gian khép kín rất là ít, của khoảng 1000 lít thôi, nhưng mà chúng ta có những cái không khí mà độc hại vòng vòng, những xe cũ mà có những người khách trước bị đường hô hấp cực kỳ nguy hiểm cho chúng ta, và đặc biệt là trẻ con hoặc là người lớn tuổi nha quý vị. Quý vị mua sử dụng xe ở Toyota Hiroshima Tân Cảng 100%, tất cả các sản phẩm đều được khử mùi, diệt khuẩn, tách ẩm cho quý vị yên tâm mà sử dụng nha quý vị. Còn đây là mẫu 2017, mẫu Camry siêu lướt, đi chỉ mới 24.000 cây. 2017, những sản phẩm như thế này cực kỳ hiếm trên thị trường nha quý vị. Và xe này cũng đã được khách bên học cọc lâu rồi, hiện tại đang làm ngân hàng, khoảng ngày mai là giao xe. Hôm nay vì sắp bố trí sắp xếp lại cái showroom xe cũ ở bên Toyota Tân Cảng nên những em này được đưa ra ngoài để học chụp hình lấy phong, rồi sẽ được cắt vô cho khách hàng để giữ lại, tại ra học quay xong cái clip này có thể là cắt lại những chiếc xe này lên kho nha quý vị. Tại xe này cũng đã được khách cọc và mua rồi. Quý vị, mẫu mặt cười 2017. Cái màu này cũng cái màu vàng này của Camry nó sẽ khác những cái màu vàng của Vios nha quý vị. Vios nó sẽ hơi vàng hơn nữa quý vị thấy không? Vios nó sẽ hơi vàng hơn, còn cái này nó màu vàng nhưng mà nó có hạt camay nó mịn hơn. Nhìn chiếc xe nó rất là cứng. Xe này bên học bán là 820 triệu đồng. 2.0e, một mẫu xe rất là cứng, đi chỉ mới 24.000 cây, vậy 5 cái vỏ còn zin, cả vỏ xe cua. Và rồi học xin phép quý vị nhắc là thêm quý vị vào một vài điều. Bên học đang rất là cần mua xe cũ với giá cao nhất thị trường và mua tất cả các hãng, đồng thời mua tất cả các tỉnh, tiền mặt cho ta ngay trong quý vị trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà bên học đã thỏa thuận xong. Và bên học mua xe không có ép giá xe giống như những thương buôn bên ngoài nha quý vị. Bên học là đánh giá đúng và đánh giá chi tiết và báo giá tặng nơi cho quý vị luôn. Đó, chứ vì ví dụ như xe quý vị học báo giá cao nhất, thường học sẽ đi là báo giá cao nhất cho quý vị. Quý vị chỉ gửi cho học cặp vẹt đăng kiểm km, hoặc là tốt hơn nữa sẽ có một tấm hình nội thất, thì thấy học sẽ báo cho quý vị một cái giá cao nhất. Chẳng hạn thấy học định giá chiếc xe quý vị là 700, tuy nhiên lại chiếc xe mình đã bị chạy xước cản trước hoặc là đèn, thì bên học sẽ báo cái giá niêm yết mà cái giá mà bên học sửa chữa. Quý vị như thế gì thay cái đèn, ví dụ như ở ngoài quý vị thường đi thay trong hãng ví dụ 5 triệu đi, còn bên học lại là bên học tính giá gốc, ví dụ như bên học thay là tính 4 triệu, còn mà sơn cái cản ví dụ như ở ngoài là nó làm 2 triệu thì bên học vẫn tính cho quý vị khoảng 1 triệu, nó lấy tiền sơn và tiền công thôi đó. Thì lý do ở điểm đó nên quý vị bên học tính ra cái tổng thất chiếc xe của quý vị hiện trạng đang có để đưa ra để dễ đưa dẫn đến cái giá để cho quý vị quyết định, chứ không phải là chơi xe hoặc là đè ép quý vị đâu nha. Và một lần nữa học xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Mong quý vị và các bạn cảm thấy sản phẩm nào phù hợp hãy gọi cho học, và đồng thời muốn sử dụng sản phẩm Toyota hoặc là những xe cũ bên học đang có hãy liên hệ cho học liền. Và đồng thời bên Thái Học cũng có bán xe mới của Toyota nha quý vị. Mong quý vị xem clip này và ủng hộ cho học cả xe mới lẫn xe cũ để học được hỗ trợ quý vị một cách tốt nhất và triệt để cho quý vị sử dụng cho mình con xe yêu hợp lý, hợp với giá tiền, hợp với cách sử dụng. Mong cô chú anh chị đón nhận được nhiều thành công mới trong chuẩn bị chúng ta sẽ đón một năm mới và nhiều sở yêu mới nha quý vị. Vâng, học sinh kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Hello, và nhân vấn như thường lệ, hôm nay Thái Học cũng xin